Tọa đàm 47. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà chương trình này suôn sẻ thì cuộc tọa đàm của chúng ta còn đêm nay và đêm mai nữa là viên mãn, nghĩa là chấm dứt một đợt tọa đàm. Chúng ta đang nói về thiện căn phước đức nhân duyên. Trong kinh Phật nói không thể nào có ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhiều người nghe Phật nói như vậy mới tỏ ra bi quan rằng mình không đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Nhưng trong thời gian qua, chúng ta tọa đàm đã mổ xẻ tỉ mỉ mới thấy rõ ràng. Cũng trong kinh Phật nói, hình như tất cả những người đang niệm Phật trong thời này đều có khả năng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành tựu đạo quả. Ứng trong kinh Phật nói, cũng như chính kinh nghiệm bằng mắt thấy được của những người đi hộ niệm, ta mới vững tin hơn, chắc chắn hơn là những người nào đã nghe danh hiệu A Di Đà Phật mà phát lòng tin tưởng, tha thiết nguyện giảng sanh về Tây Phương, rồi chấp trì danh hiệu chuyên nhất niệm Phật, thì một báo thân này là báo thân cuối cùng trong dòng sanh tử luân hồi. Báo thân sau tất cả chư vị là hàng chư thượng thiện nhân, sống đời vô lượng thọ, an vui cực lạc thần thông diệu dụng, cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Đây là sự thật. Thiện căn phước đức nhân duyên là ba cái điểm quan trọng Phật nhắc tới trong kinh A Di Đà. Người nào nghĩ rằng mình thiếu thiện căn thì xin chư vị hãy phát tâm tin vào lời Phật dạy đi, tin vào câu A Di Đà Phật đi, tin vào pháp môn niệm Phật để giảng sanh đi. Tin vững vàng thì thiện căn của chư vị dù có một chút xíu cũng sẽ trưởng dưỡng đến vô bờ vô bến, có nghĩa là sẽ đủ thiện căn. Nếu người nào nghĩ rằng mình không có phước đức, tức là thiếu phước đức và công đức, thì chư vị cứ phát tâm niệm câu A Di Đà Phật thành tâm, chí thành, chí thiết. Niệm từng câu A Di Đà Phật rõ ràng, bám sát vào câu A Di Đà Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, duy nhất mà niệm đi. Nếu giả như phước báo chúng ta thật sự yếu, thì nhờ cái lòng chí thành chí kính này mà công đức phước báo của chư vị sẽ trưởng dưỡng lên vô bờ vô bến. Trưởng dưỡng vô bờ vô bến có nghĩa là ta đủ phước đức để đi về Tây Phương. Nếu chư vị nào nghĩ rằng cơ duyên chưa đủ, thì xin chư vị tha thiết chí thiết thèm muốn tối đa giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Ngày ngày đều cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Lấy cái nguyện này làm chính nguyện, đừng để những cái tạp nguyện, trợ nguyện lấn qua cái nguyện này. Xả bỏ báo thân ngày nào, ta về Tây Phương ngày đó. Nhất định hạ thủ công phu đi, thề với Phật đi, thề với chính tự tâm ta đi. Nhất định phải đi về Tây Phương Cực Lạc trong đời này. Ai nói gì nói, nhất định ta không lay chuyển ý định này. Thì xin thưa thẳng với chư vị rằng, đây là nhân duyên cho chư vị đi về Tây Phương Cực Lạc đó. Nếu mà trong giai đoạn này đã gặp được cơ hội để đi về Tây Phương mà còn chần chừ do dự, còn phân vân, còn lao chao, trong kinh Phật gọi đó là tâm duyên ý mã, không chịu định lại vào cõi Tây Phương Cực Lạc, không chịu định lại vào danh A Di Đà Phật, không chịu đi thẳng băng về Tây Phương Cực Lạc, thì cơ duyên đã đến tay mà bị vụt qua rồi. Xin thưa thật với chư vị, thời cơ không đến lần thứ hai đâu. Nếu mà mình hiểu được như vậy, thì xin chư vị hãy mạnh mẽ tự xác nhận rằng mình đã đầy đủ nhân duyên, đã đầy đủ thiện căn, đã đầy đủ phước báo rồi đó. Nhất định ta về được Tây Phương Cực Lạc. Hồi trưa này trong bữa cơm, chư vị nói một câu rất là hay. Có nhiều người hồi giờ chưa chắc gì tu cao hơn mình, chưa chắc gì tu giỏi hơn mình, chưa chắc gì tu nhiều hơn mình. Ấy thế mà khi cuối đời gặp câu A-di-đà Phật, họ giật mình tỉnh ngộ, một lòng niệm câu A-di-đà Phật, niệm sống, niệm chết, không cần một thắc mắc nào, không cần một câu hỏi nào, quyết lòng mà đi. Mình dám đoán 90%, 95% giảng sanh. Còn những người công phu hành trì tốt quá, kiến thức hay quá, luận giải hay quá, nhưng không tin vào câu A-di-đà Phật, không nghĩ tới Tây Phương Cực Lạc, không tin vào lời Phật dạy trong kinh A-di-đà, không tin lời Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, trong nhiều kinh điển Phật cũng có nhắc đến cõi Tây Phương Cực Lạc của A-di-đà Phật, ấy thế mà họ không tin. Không tin thì dù họ tu có giỏi cho mấy, mình cũng không dám đoán họ có được 1% cơ hội đi về Tây Phương, đừng nói chi tới 90%. Đó là tại vì: một là thiện căn không có, hai là phước báo quá tệ, ba là bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên thành đạo. Họ cứ lo chạy theo con đường khổ nạn triền miên trong vô lượng kiếp, biết làm sao mà gỡ ra. Những buổi tọa đàm này là để kết đúc lại nội dung của những gì chúng ta đã nói qua trong thời gian gần đây. Đó là đi về được Tây Phương đều do chính ta quyết định, chứ không phải A Di Đà Phật quyết định. Ta tin tưởng, tin đi.
ta phát nguyện đi. Ta niệm Phật, hãy niệm Phật đi. Ba điểm này, Phật đã bảo đảm cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc rồi. Còn như ta không tin tưởng, ta không phát nguyện giảng sanh, ta chê câu A-di-đà Phật, thì Phật cũng bảo đảm cho chúng ta rằng, đời đời kiếp kiếp sẽ tiếp tục lăn lộn trong cảnh sanh tử luân hồi. Ba đường ác đạo còn dự phần nhiều hơn nữa. Cho nên đi về Tây Phương là do chính ta quyết định, chứ không phải Phật quyết định. Phật đưa ra công thức, Phật đưa ra đường lối tu hành, chư Phật gia trì, chư Đại Bồ Tát gia trì, chư Thượng Thiện Nhân gia trì trên con đường đó. Hỏi rằng ta đi trên con đường mà chư Đại Bồ Tát yểm trợ, không hay hơn là đi trên con đường quan gia trái chủ cài bẫy hay sao? Mong chư vị vững lòng tin, quyết lòng đi. Khi mà nói đến pháp môn niệm Phật, chúng ta đã gom tụ pháp môn niệm Phật trong phương pháp hộ niệm. Vì thật ra, phương pháp hộ niệm là sự ứng dụng cụ thể, chính xác, vững vàng từng điểm của pháp niệm Phật. Phương pháp hộ niệm không có mập mờ, mà hợp với hạng căn cơ hạ liệt như chúng ta, hợp với tội chướng sâu nặng như chúng ta, hợp với trí huệ chưa khai mở như chúng ta. Với cái dạng người này nhất định không bao giờ tự liễu ngộ được đạo pháp, không bao giờ liễu ngộ ra chân lý. Nhưng mà nhờ phương pháp cụ thể này đã dẫn dắt chúng ta vững vàng như một với một là hai, hai với hai là bốn vậy. Người nào cứ bước đi như vậy thì những gì mình không có cũng sẽ có, những gì mình không được cũng sẽ được. Những gì mà chướng nạn thì chư vị Bồ Tát gia trì, chư vị Thiên Long hộ pháp giúp đỡ. Ta có người dọn dẹp đường đi, nước bước để về gặp A Di Đà Phật. Gặp A Di Đà Phật nhất định ta thành đạo. Chính vì thế mà những người trong ban hộ niệm, khi họ hộ niệm một thời gian, họ thấy lợi lạc quá. Lợi thứ nhất là chính họ cứu được ông bà cha mẹ, anh em của họ giảng sanh. Giảng sanh ngon lắm. Bây giờ cứ thử về Việt Nam mà coi. Những người hộ niệm, người ta hộ niệm những người bà con của họ, hầu hết được giảng sanh. Rồi sau đó, chính những người đi hộ niệm đó, nếu mà thọ mạng đã hết, họ cũng đi giảng sanh ngon lành lắm. Thật sự, có những người giới thiệu, đây là thành viên trong ban hộ niệm gì đó, rồi ra đi ngon lành. Ấy thế mà xin chư vị cũng cần cẩn thận, tại vì Diệu Âm cũng phát hiện ra có người đi hộ niệm cho người ta không phải là ít, nhưng sau đó lại mất giảng sanh. Có phát hiện ra một người, không biết có người thứ hai nào không. Tại sao như vậy? Tại vì đi hộ niệm được một số người ra đi với thoại tướng rồi, lại nổi lên cái tâm cống cao ngã mạn. Diệu Âm đã thấy trước rồi, la rầy dữ lắm nhưng không chịu nghe. Đi hộ niệm xong thường nói những lời trịch thượng, cứ tưởng rằng mình có năng lực này, năng lực nọ. Năng lực gì vậy? Năng lực đi xuống tam ác đạo. Đi hộ niệm cho người ta giảng sanh là có cái nhân đi về Tây Phương. Mình tưởng có cái nhân đó là mình được đi về sao? Không phải. Mình phải tạo cái duyên thật thuận lợi mới đi về Tây Phương. Nhân mình có, mà duyên mình nghịch, cống cao ngã mạn là duyên nghịch. Tự cao khinh thị thiên hạ là cái duyên không phải để đi về Tây Phương, mà là cái duyên đi vào tam ác đạo. Chính vì chỗ này mà đã có người mất phần giảng sanh. Cho nên xin thưa với chư vị, hiểu được chỗ này rồi, ta phải quyết lòng buông xả dạng duyên ra. Cạnh tranh, ganh tị phải buông xả. Nói xấu người này, nói xấu người kia phải buông xả. Ghét người này, ghét người nọ phải buông xả. Người nào làm sai với ta, sẵn sàng tha thứ đi. Phải buông cho hết, buông cho hết. Tâm bao thái hư thì về trên Tây Phương, quý vị mới thấy công đức của chư vị châu biến pháp giới. Châu biến pháp giới. Mong chư vị hiểu được chỗ này, quyết lòng đi về Tây Phương bằng sự chân thành, thanh tịnh, vui vẻ, an hòa, buông xả. Những gì của thế gian quyết định buông, 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 buông. Coi như không có gì hết. Có trở ngại gì trong đời thì cứ cho đó là những thử thách, làm cho cái tâm mình kiên trì, vững vàng. Rồi niệm câu A Di Đà Phật thành tâm cầu về Tây Phương. Nhất định chư vị từng người đi về Tây Phương thành đạo chính trong đời này, chứ không phải đời thứ hai đâu. A Di Đà Phật.